phòng chiến tranh thực của Facebook sẽ hỗ trợ cuộc chiến chống tin giả trực tuyến của Facebook trước thềm các cuộc bầu cử lớn trên thế giới sắp diễn ra. Facebook đã huy động hơn 300 nhân sự của mình để thực hiện nhiệm vụ này. Được biết, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, Facebook được cho là công cụ để phát tán tin giả mạo, gây bất lợi cho các đối thủ của đương kim Tổng thống Donald Trump. Đó là lý do phòng chiến tranh nói trên ra đời. Trong vòng 3 tháng qua, Facebook đã xóa sổ mạng lưới trang web thuộc về một nhóm cánh hữu có mục đích phát tán thông tin sai. Phòng chiến tranh là động thái mới nhất của Facebook nhằm thuyết phục thế giới rằng mình sẽ không còn bị qua mặt trong những cuộc bầu cử sắp tới. Công ty này cũng cho biết trong tuần qua đã xóa hơn 1 tỷ tài khoản ảo được lập từ tháng 10 năm 2017 tới tháng 3 năm 2018.